Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 2024. Thì ngày hôm qua đó thì cái đài truyền hình NBC họ có đưa ra một cái bài bình luận mà làm rất là cho nhiều người chú ý, và cũng như các hãng truyền thông khác cũng chú ý đến cái bài nhận được cái bài bình luận này rất là nhiều. Thì cái tựa đề của cái bài bình luận này đó, nó để là The Crack in the Blue Wall, có nghĩa là cái bức tường màu xanh đang bắt đầu nứt. Thì cái bức tường màu xanh hay là cái blue wall đó, thì ở đây thì họ muốn đề cập đến ba cái tiểu bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Thì đây là cái bài nhận định đây từ cái đài truyền hình NBC News cho ngày hôm qua. Thì đây là cái tựa đề của cái bài bình luận. Thì tôi sẽ xin dịch là ở đây họ để là cái đảng Dân Chủ đang chuẩn bị cho tình thế bức tường màu xanh sẽ bị nứt, và cái tiểu bang North Carolina đang tuột khỏi tầm tay họ. Thì cái khi mà ở Mỹ đó, họ nói khi mà người ta nói đến cái bức tường màu xanh đó, thì họ nói đến cái ba cái tiểu bang này, tức là ba cái tiểu bang chiến lược Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Thì ở đây thì tiếng Anh họ gọi là the Blue Wall States. Thì cái lịch sử của ba cái tiểu bang màu xanh này đó, Blue Wall này đó, thì là từ năm 1992 đến đây đó, thì ba cái tiểu bang này đều bỏ phiếu giống nhau. Thì ở đây đó, thì bắt đầu từ năm 1992 cho tới năm 2020 đó, thì chúng ta thấy là lúc nào thì cái tiểu bang Blue Wall này đó thì lúc nào cũng bỏ phiếu giống nhau. Thì chúng ta thấy là từ năm 1992 cho tới 2020 đó, thì ba cái tiểu bang này thì lúc nào cũng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Chỉ ngoại trừ năm 2016 thì ba cái tiểu bang Blue Wall này đó bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Thì chúng ta thấy là thông thường đó thì là ba cái tiểu bang này sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, cho nên chúng ta thấy đó là ít khi nào mà ba cái tiểu bang này bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa lắm. Và lần cuối cùng mà ba cái tiểu bang này không có bỏ phiếu giống nhau đó là năm 1990, tầm 1988. Thì năm 1988 đó thì tiểu bang Wisconsin bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, và tiểu bang Michigan và Pennsylvania đó thì bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Thì cái đảng Dân Chủ năm nay đó thì họ rất là lo lắng là cái tình hình của năm 1988 nó sẽ tái lập, nó sẽ diễn ra trong năm nay. Và cho nên hiện nay đó thì phe của bà Kamala Harris đó thì họ rất là lo lắng là ông Trump sẽ thắng ít nhất là một trong ba cái tiểu bang Blue Wall này. Và bây giờ đó chúng ta sẽ xem lý do tại sao mà họ lại lo lắng là ông Trump sẽ thắng một trong ba, ít nhất là một trong ba cái tiểu bang này. Cái tình hình bầu cử ở Mỹ hiện nay đó thì là như thế này. Thì bảy cái tiểu bang mà màu vàng này đó thì là bảy cái tiểu bang chiến lược. Thì hiện nay đó thì mọi người đều đồng ý là cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay đó sẽ do bảy cái tiểu bang này quyết định, và cái xác suất mà ông Trump sẽ thắng ba cái tiểu bang ở phía nam này đó, tức là cái tiểu bang Arizona, tiểu bang Georgia và tiểu bang North Carolina, thì càng ngày nó càng cao. Cho nên rất là nhiều người hiện nay đó nghĩ là ông Trump sẽ thắng ba cái tiểu bang này. Thì hiện nay đó thì nếu mà không có tính cái số phiếu từ 7 cái tiểu bang này đó, thì ông Trump được 219 phiếu đại diện cho cử tri, bà Kamala Harris được 226 phiếu đại diện cho cử tri. Bây giờ đó thì chúng ta sẽ giả sử nếu mà ông Trump đó mà thắng ba cái tiểu bang ở phía nam này đó, tức là cái tiểu bang Arizona, tiểu bang Georgia và tiểu bang North Carolina, thì ông Trump sẽ được 262 phiếu. Thì muốn trở thành tổng thống thì phải cần 270 phiếu. Thì ông Trump đó chỉ cần thắng một trong ba cái tiểu bang này thôi
thì là sẽ trở thành tổng thống. Thí dụ như nếu mà ông Trump đó mà thắng cái tiểu bang Wisconsin đó thì ông sẽ được 272 phiếu. Còn nếu mà ông thắng cái tiểu bang Michigan đó thì ông sẽ được 277 phiếu. Còn nếu mà ông thắng cái tiểu bang Pennsylvania đó thì ông sẽ được 281 phiếu. Thì cho nên đó hiện nay đó rất là nhiều người nghĩ là cái nước cờ mà duy nhất còn lại cho bà Kamala Harris đó, là bà bắt buộc phải thắng ba cái tiểu bang này. Nếu mà bà thắng hết cả ba cái Blue Wall States này đó thì bà sẽ là, nếu mà bà thắng ba cái Blue Wall States đó thì con số phiếu của bà sẽ như thế này, thì bà sẽ lên đúng là 270 phiếu, thì cái xác suất nó cũng rất là cao là cái đảng dân chủ sẽ thắng cái tiểu bang Nevada. Cho nên hiện nay đó một lần nữa cái nước cờ duy nhất của bà Kamala Harris là phải thắng hết cả ba cái tiểu bang Blue Wall này. Nhưng mà trong cái bài nhận định của cái tờ báo của cái đài truyền hình NBC ngày hôm qua đó thì càng ngày đó thì cái đảng dân chủ và các nhân viên mà cao cấp ở trong cái phe của bà Kamala Harris đó thì nói càng ngày thì họ càng thấy là rất là khó, rất là khó để mà cho bà Kamala Harris thắng hết cả ba cái tiểu bang này hiện nay. Và bây giờ đó thì chúng ta sẽ xem cái lý do tại sao mà càng ngày thì nó lại càng khó cho bà Kamala Harris để mà thắng hết tất cả ba cái tiểu bang này. Đây là cái tình hình mới nhất sáng hôm nay cho cái tiểu bang North Carolina. Thì ở bên Real Clear Politics đó, thì là cái số điểm của ông Trump là 48 và số điểm của bà Harris đó là 47.6. Đó là tình hình mới nhất ở bên Real Clear Politics. Còn ở tiểu bang Wisconsin đó thì số điểm của ông Trump là 48.3, bà Harris là 47.9. Ở tiểu bang Michigan đó thì là số điểm của ông Trump là 48.4, cho bà Harris là 47.2. Còn ở tiểu bang Pennsylvania đó thì là số điểm của ông Trump đó là 47.9 và số điểm của bà Kamala Harris đó là 47.1. Và thêm một phần nữa cho cái tiểu bang Pennsylvania này đó thì theo các cuộc thăm dò mà mới nhất hiện nay đó thì những cái vấn đề mà cử tri ở tiểu bang Pennsylvania đó mà họ quan tâm nhiều nhất là cũng như là cái vấn đề kinh tế và lạm phát. Và cái vấn đề mà họ cũng quan tâm rất là nhiều đó là cái vấn đề fracking, tức là khai thác dầu đá phiến. Thì như chúng ta biết là năm 2019 đó thì bà Kamala Harris bà có nói là bà chống cái vấn đề mà fracking hay là khai thác dầu đá phiến. Và năm nay đó thì bà đổi ý là bà nói là bà không có chống cái vấn đề fracking. Nhưng mà có rất nhiều cử tri ở tiểu bang Pennsylvania đó thì hiện nay đó thì có trên 400.000, khoảng 420.000 người họ làm việc trong cái ngành dầu mà dầu khí, có người thì tổng cộng là khoảng 420.000 người. Thì có nhiều cử tri họ đưa ra đó thì dù cho bà Kamala Harris bà nói là bà không có chống cái vấn đề fracking, nhưng mà bà có thể khi mà trở thành tổng thống đó thì bà có thể làm cho cái quá trình mà xin giấy phép đi khai thác dầu đồ đó, dầu khí đồ đó nó kéo dài ra. Có nghĩa là khi mà một công ty mà muốn đi khai thác dầu khí đó thì họ phải xin giấy phép từ chính quyền, mà chính quyền đó có thể kéo cái quá trình mà giấy phép thì trong tiếng Anh họ gọi là red tape đó. Cái quá trình mà xin giấy phép này đó họ có thể kéo nó dài ra 3 năm, 4 năm, 5 năm hoặc là 6 năm. Thì nếu mà họ kéo dài ra như vậy đó thì không có khác nào là thì nó cũng giống như là cấm cái vấn đề mà fracking và cái vấn đề mà khai thác dầu khí.
Thì đó là cái lý do tại sao mà cử tri ở tiểu bang Pennsylvania đó họ rất là lo lắng về cái vấn đề mà fracking. Còn ở tiểu bang Michigan đó thì cái cử tri ở tiểu bang Michigan đó là tại sao thì cái vấn đề mà cái lý do tại sao mà cái đảng Dân Chủ và cái ekip vận động tranh cử của bà Kamala Harris đó họ lo lắng về cái tiểu bang Michigan này là như thế này. Cái tiểu bang Michigan đó là cái tiểu bang có nhiều cái cử tri người gốc Ả Rập hay là người Hồi giáo, tức là Muslim mà đông nhất ở trên toàn nước Mỹ. Thì ở tiểu bang Michigan đó thì có khoảng 200.000 cử tri là gốc Ả Rập hay là gốc Muslim. Và như chúng ta biết đó, trong vài tháng qua đó, thì trong cả 12 tháng qua đó, thì cái cuộc mà chiến tranh ở Do Thái và cái dải Gaza và cũng như ở cái vùng Trung Đông đó, thì nó đang xảy ra. Thì cái cử tri ở bên tiểu bang cử tri mà gốc Ả Rập hay là gốc Muslim đó, ở tiểu bang Michigan đó, thì họ không có thích cái cách, cái lập trường của cái chính quyền ông Biden và bà Harris, vì họ nói là cái lập trường của ông Biden và bà Harris thì nó nghiêng về bên Do Thái. Cho nên năm nay đó thì coi như là họ sẽ bỏ phiếu để mà chống lại bà Harris. Thì theo cái cuộc thăm dò ý kiến mới nhất mà đây là từ ngày hôm qua đó, thì cái cuộc thăm dò ý kiến này, cái kết quả họ vừa mới đưa ngày hôm qua từ bên Arab News và YouGov poll đó, thì theo cái cuộc thăm dò ý kiến này cho cái tiểu bang Michigan đó thì là cái kết quả là 43% cái cử tri Arab hay là cử tri người Ả Rập hay là gốc Hồi giáo đó thì bọn sẽ ủng hộ ông Trump, và 41% sẽ ủng hộ bà Harris, còn 4% sẽ ủng hộ cho bà Jill Stein, tức là người của đảng viên Green, của cái đảng Green Green Party. Thì cái 43% này đó họ bỏ phiếu cho ông Trump không phải là tại vì họ thích ông Trump, nhưng mà có nhiều cái cử tri người gốc Ả Rập đó thì họ nói họ bỏ cái phiếu cho ông Trump là tại vì họ muốn dạy cho cái đảng Dân Chủ một cái bài học, có nghĩa là họ không có đồng ý, có nghĩa là họ phản đối cái lập trường và cái cách mà cái chính quyền ông Biden và bà Harris mà đối xử với người Ả Rập ở bên cái vùng Trung Đông, thì đó là lý do của họ. Thì đó là cái lý do chính mà tại sao mà cái đảng Dân Chủ họ rất là lo lắng về cái tiểu bang Michigan hiện nay. Thì vừa rồi đó thì tôi vừa mới chia sẻ những cái ý chính ở trong cái bài nhận định của cái đài truyền hình NBC mà được rất là nhiều người chú ý hiện nay. Và đến đây thì xin